Hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip về cái cảnh của cái bến ghe. Họ kéo những chiếc ghe tầm 21 mét. Thì những cái thao tác, những cái cách làm của họ nó như thế nào? Đây là cái clip là mình cũng thực hiện theo yêu cầu của rất nhiều anh em. Thì có nhắn tin cho mình thì hỏi thì mình có thể quay lại một cái clip về cái cảnh của người ta họ kéo những chiếc ghe tầm 21 mét lên như thế nào không? Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại những cái chiếc ghe tầm hơn 20 mét họ kéo lên ụ thì như thế nào. Thì đây cũng là một cái clip nó rất là bình thường đối với những anh em làm biển thôi, nhưng mà cũng có một số anh em khác thì họ không có làm biển, thì nhiều khi chúng ta cũng thắc mắc chiếc ghe nó vận hành nó dưới nước như vậy, thì khi chúng ta muốn đưa nó lên bờ thì chúng ta phải làm bằng cái thao tác, cái cách nào. Và trong khi đó một chiếc ghe 20 mấy mét cũng là một cái kích thước rất là dài, nó ngang như là một cái ngôi nhà 20 mét ở trên, 20 mấy mét ở trên bờ, nhưng mà đưa lên đưa xuống một cái cách rất là di động như vậy thì họ sẽ làm ra sao. Thì clip này mình sẽ quay đầy đủ cái cách họ làm và cái cách họ đưa chiếc ghe lên trên cái ụ họ cơ nơ, và mình sẽ quay đầy đủ chi tiết cho quý anh chị chúng ta xem. Thì xin mời mọi người cùng xem clip của mình nha. Thì đây là một cái clip rất là thông thường, chứ không phải là một cái clip gì mang tính chất thời sự hay là những cái thông tin gì đưa tới mà cung cấp cho anh em quan trọng gì hết. Cho nên những anh em nào chúng ta cần xem thì chúng ta vào xem cho vui chơi thôi. Còn những anh em nào chúng ta coi, chúng ta thấy thích, thằng này làm được, thì anh em bấm chia sẻ video hoặc là anh em like kênh ủng hộ mình để cho cái kênh mình nó ngày càng rộng rãi, mọi người, nhiều người xem hơn. Thì đó là cái niềm vui của những người làm video. Thì ngay bây giờ đây, xin mời anh em dòm vào màn hình để coi chiếc ghe này chuẩn bị họ đang kéo lên. Ghe này dài tầm 21 mét và rộng tầm 6 mét, 6 mét mấy nha anh em. Gì đây thank you.
xen lại. Chết nè, chàng đi cây khúc ở đây mà bữa nó lên chốt đây nè. Chết nè, nè. Chết chốt chắc nè. Xem cái trời, cái gì đâu, lây qua đây, lên đây nó lây. Chàng mấy cái này khóc khóc chơi xuống con rồi chốt đi. Cơ bài được gì đâu. Nằm chè, nằm gì. Hậu vô nằm xong. Cái dàn xe, cái dàn đưa cho keo lên, rồi nằm dậy trên đeo mà thấp vô. Cắt nè. Cắt đắp mua một người bữa nó cắt luôn ra. Nè. Ờ có gì không? Có môn cắt lạng lại nữa trời. Nó nhẹ nhàng à, có gì đâu. Giúp lại đi, nó mau. Nên cập rồi nên vàng nó yếu nè. Điều mà làm lâu nó quen tay vậy chứ vàng nó yếu. Đồ ngờ nó nhỏ. Ê, tí mía sợi dây kép ra qua. Lại gần đây nó căng kép. Giờ nó lên thị tân lên mà cũng làm từ lần mấy chiếc dây mấy ông bờ ẩm gì nó mấy chỗ kia đó là không dám kéo sửa tóc và cái rùa tóc nó sau này mấy chỗ kia phụng từ nó sau này rồi này mấy móc nữa này ở kia một bước nhỏ thôi lóng sơ lui mà không lại tròn lại đất mà nó nịnh không đòi rùa mấy chỗ kia đi thì nó nằm mà chơi chữa cho gì nó ngó nó lóng tấu chút một con xeo nhưng mà giờ kia lùi đó này phải kéo lóng tấu lấy hết đâu cô rất cái mấy tuồng luôn ai không muốn tấu lui từ giờ dài dàn xe anh em dài nó đi quá ngon mà nói gì không ngon mà đi chơi lại không ngon không thấy đặt anh đứng ôm cái gì số gì giật trẻ liền vậy sao canh dây bài gì đâu nó nghe nó